Dạo các cụ nhá. Các cụ ơi, hôm nay chúng tôi làm món heo siêu to khổng lồ. Các cụ thấy có kích thích không nào? Nó chết rồi nhá. Để em bằng để. Xin chào cả nhà, mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng và thưởng thức món heo quay siêu ngon của Anna TV. Mọi người xem nhớ bấm like, share và ủng hộ kênh để chúng tôi tiếp tục có động lực ra các video mới hơn nữa nha. Tắt cái lau sau đi. Lau sẽ nhìn cho dễ. Chẳng mọi người cũng không để nữa. Đấy, chả là hôm nọ nhân cái ngày 20 tháng 10 ấy. Đấy, chú của tôi mới tặng cho thím của tôi cả một bộ quà tặng siêu to, toàn là những cái thứ đồ vật có giá trị, kiểu dáng là sang trọng, kể như là chiếc xe Ford EcoSport này, đấy, rồi hoa này, và đặc biệt nữa cả cái món heo quay thơm ngon đây nữa. Đấy, đời và được 50 lần lên đỉnh như này, đảo sao tôi đã bao giờ tôi thấy thím của tôi đi canh tị với ai bao giờ đã. Đấy, nhìn con xe này, đất chưa? Đấy, chú đang đậu ở đây để tí nữa chuẩn bị cúng xe mới đấy. Đấy, chúc mừng ông bà nhá. Nhá, tặng nhá. Trời, vừa có xe còn vừa có bông nữa. Nay 20 tháng 10 chất nhất quả đất luôn. Có được tặng 58 triệu. Ghê vậy. Rồi cuối cùng quay chúng cái gì? Được thưởng tặng 58 triệu. Nữa cháu ứ tin. Mang theo không ta? Cái gì vậy chú? Ba cái giấy. Cái đấy cho chú hỏi chồng cháu. Sau đây là một vlog của đến từ Tha Vluc. Đây là những nhân viên quay heo chuyên nghiệp. Vắng lớp này ha. Quay cứ như kiểu chuyên nghiệp thật. Tha Vluc. Sau đây Tha Vluc sẽ quay một video heo quay cộng xe hơi, heo quay Lạng Sơn đấy. Đây là ông chủ xe hơi đây, bụng gò đây của ngày hôm số 1. Hôm nay nhá, bà Hằng hơi bị chết đấy, vừa được tặng bông còn vừa được tặng xe nữa. Bông, tặng xe lại còn được tặng thưởng. Tặng thưởng gì? 58 triệu. Rồi. Tiền gì? Tiền Ford, hãng quay số. Mình được giải không biết giải 3 để nhưng mà được 58 triệu. Thật à? Nguyên gọi mà. Thật à? Chứ nó đùa hả? Ồ, ngon rồi. Bảo là cứ ăn chơi tẹt nó bò lẹt như hết rồi. Ô thế thì đợt này ông Hiếu bao. Hôm nay xe của ông Hiếu bao hết. Này vào các anh em, thứ ba gì? Bao lô. Đâu Hiếu. Đang nai chim đấy. Chào các cụ nhá. Các cụ ơi, hôm nay chúng tôi làm món heo siêu to khổng lồ. Các cụ thấy có kích thích không nào? Cái thằng gì mà hài ở Đồng Nai, nó hỏi con kia là chứ quay vào đây là gió. Em có biết anh không? Con kia nó bảo không. Không, ý là cái gió nó thổi ngược. Thế mới hỏi là thế em hay lai chim không? Nó bảo có. Thế em có hay coi chim của anh không? Nó bảo không. Người đó bộ. Hỏi câu mẹo. Một chút em cũng xong rồi mà. Thì khóa rồi. 2 giờ. Thì khóa đấy đâu phải gì đâu. Không phải mở cửa, cứ cầm cái nó tự ra, tự mở. Đang khóa lại, không được khóa. Mình cứ đi ra cách đấy độ khoảng 20 mét là đốt là mở được. Còn cái nút này nó gì? Nó mở xe. 2 chìa lắm. 2 chìa. Em đâu? Dạ em ngủ rồi. À, sao không ra? Đi ra xe chơi đây. Nay này được ra nó tặng cho bố ông. Thế. Ai chẳng thế. Quên đi. Trời, cái ngày hôm nay là ngày đặc biệt. Ai chẳng thế. Gác nó là thương, gác nó rẻ rẻ. Đâu cũng biết đắng. Năm người đáng chuyện. Chứ nó đùa với cháu à? Cháu không tin chứ bà mừng gọi điện. Ôm cái đấy để thử mùi này. Hấp mà. Bỏ gạo đúng nọ. Hôm nay chi anh Mừng bảo cái xe của chú chẳng có mùi gì cả. Gâm chú khử mùi đúng nọ rồi. Có nhiều cái khử mùi lắm. Em chuẩn bị đồ đạc đi. Sắp lên nhanh lên. Ôi, thím hàng thật là thím. Thím này không tin đâu, thím mới gọi cho chú. Nghe chú này đổi nó tống ra ăn. Này, cá không này. Cá không này, nếu đúng thì sao nào? Đâu, nếu đúng đưa lên tặng em. Tí nữa gọi xong Nguyên bảo nó... Tí để tí nữa bảo nó... Bảo nó nhắn tin qua xem nào. Nhắn tin được. Tí nữa bảo bên Nguyên thực tế. Anh bảo nó nhắn tin qua. Không bảo vợ chú nó không tin. Nào sao? Mình có bảo tặng thì phải có tiền thì chứ nói bằng miệng không tin. Bảo hãng nó nhắn tin thôi, hãng nó nhắn tin. Hãng Nguyên nó nhắn tin thì không được. Đâu, số Nguyên mà có số Nguyên không? Chỗ này. Tí nữa em lấy. Tí nữa đang làm. Chồng cháu biết đúng không? Đang lái xe đi đó nhân. Gì? Biết sao biết? Trời ơi, chồng nó lái xe, trên xe nó kích hoạt mà cứ thế bấm vô lăng nghe được. Mà bảo được hàng hãng nhắn tin cho cả. Bây giờ Nguyên nó nhắn tin lên đây bảo đùa. Alo. Ủa chú quay trúng thưởng được 58 triệu mà. Sao biết được? Không biết. Mới qua điện quay em này. Anh có đồng nghiệp phải không? Chú đang về đi bảo chú được quay trúng 58 triệu. Chứ mẹ chú nó điều. Tí nữa để tí nữa em gọi cho thằng Nguyên bảo thằng Nguyên bảo hang nhắn tin cho. À nay nhắn tin chứ Nguyên nhắn tin chưa chắc đúng. Nguyên nhắn tin không tin. Phải đến về sau tí thôi. 1:30 giờ rẽ, 2 giờ mới ra mà. Bây giờ đi là vừa rồi. Phải lúc về là sau tí thôi. Uống cà phê tí. Hả? Để em lên máy cũng nhắn số nhân qua. Không có số đâu, cứ đến đây rồi. Không có số. Chú là không có số, 2 giờ em mới tự ra. Anh ngồi quán cà phê này anh uống cà phê. Gác với ông nhân quá hả? Thì anh xuống thì anh hỏi tí. Mà có chưa đúng giờ nó chưa về đâu. Ok. Mà chúng ta bảo cái là nó biết đấy, bảo vệ nó phải tự biết. Tím Hằng ơi! Tím Hằng! Con ông chán. Vay rồi. Tím Hằng ơi! Chúc mừng Tím nhá. Chúc mừng Tím nhá. Nói gì là nhiều khi nó điêu có người tin nó thật chẳng người tin. Ai tin? Đâu? Dọc váy cả. Tí nữa để bạn thằng Nguyên nhắn bên bảo hẳn hãng đi nhắn tin cho mà nhắn tin cho. Chín mới không tin. Có ai thì cứ mới đùa. Đời đi còn gì bạn nữa. Thế à? Ngày thì lại bảo là thôi tao không có cớ để tao đi, bây giờ thì to quá rồi. Ngon. Trúng thưởng này có bà bán 1 tuần. 2 tuần. 1 tháng. 1 tháng chả được. Ừ, đấy. Mình thì mua sau, mình thì lấy trước. Lấy đúng hợp lý đấy. Một là được ngày này. Tặng vợ rồi đúng ngày này. À, tặng bông này, tặng thưởng này. Lẽ ra cái thưởng này của Tư. Của cháu đấy. Nó bảo là hôm nay nó lấy xe. Thế nó bảo hôm nay này không được ngày. Thế không được ngày hưởng Tư. Cái hôm đấy là từ cái hôm mà cháu bảo cháu lấy xe là từ hôm đấy là chú chưa định mua cơ. Đúng rồi, chú chưa định mua cơ. Nhưng mà cũng chưa chắc à. Vì là hàng bao người lấy cái của cái đợt này đúng không? Quay rồi là hết xu. Mình lấy thì lấy từ tháng rồi. Đấy, lên trên mặt. Nhìn chưa? Mấy là xong đâu. nói mừng chết đi được mà cứ giả vờ không tin. 1:32. Nó cũng là máy điện mà. Chắc là 2 giờ kém được. 2 giờ kém. Ăn này quá nhiều thời gian. 6 định là 1:30 chín nhưng mà 1:30 chưa chín nè. Chưa được nè. Chỗ này là nước và trong cái này nó chảy ra mà lau không hết. Cái máy lạnh của nữa. Kiểu như là máy xay lúa. Này đỡ kêu nó đêm kêu kinh. Này nó cũng nhiều xanh. Các cái tấm xốp này là tính đầy không? Đầy. Đây. Không xẻng đấy đâu rồi nhỉ? Biết. Đây này. Tán tao à? Đây là cho cái đầu. Cho con cục ở ngoài chắc ngoài cái tư kìa. Ở trong là cháu ấy. Trong cục nguyên kìa đang cháy kìa. Tư kìa. Cục để ở tận ngoài tấm tôm ấy. Hết à. Đằng đầu để ấp vừa vào tí cho nó nhanh này. Đằng nhiệt này. Không, điện là điện từ trước quay heo mà. Điện mà. Đang là thịt heo. Nhưng mà nói thính vẫn không tin chứ không phải là bữa điện. Giờ chả biết thịt lừa ngon hay thịt ngựa ngon. Thịt ngựa thì cứ thích ăn thịt lừa. Nó đưa cái thịt dừa thì để bảo thịt ngựa. Đã hiểu. Con heo đồ. Cái này là đồ con heo lên đó. Ai bảo đồ con heo? Đây là đồ con nợn. Con heo. Con heo với con lợn là mò. Khác đi cháu. Khác vùng miền. Con heo nó to là con lợn. Đấy thấy không? Nhưng con lợn nó là con lợn. Lợn con. Con heo là nó là con heo nhẹ. Con heo nó là con heo đất. Con heo đất. Nhưng mà con không có con heo đất. Con chỉ có con Doraemon heo đất thôi. Em ngủ chưa con? Dạ rồi. Rồi, cái mặt lên nhanh chưa? Biết còn quay không? Con lên rồi. Em bị quá khoai. Con số bị chảy như lách thì không vàng đúng không? Đúng rồi. Cái đó khó lắm. Không phải, mình không chịu lau. Đấy thì không chịu lau rồi. Cái nước ở trong nó chảy ra. Đường nó thành cái đường vàng. Đâm ra nó gì được. Không vàng. Cháu có gai như thế này nha. Cây đấy có nhiều gai ở thân nó. Tiki con heo. Hoài Linh với con gì nó mới đóng cái gọi là hài cười bò bụng ấy. Hai đứa chuyên đánh đề. Thế bảo cả xóm này coi thường vợ chồng mình. Thế là dọa là trúng số đề rồi. Bắt đầu là ra sỉ nhục tivi. Rồi đầu máy quẳng hết, nồi cơm điện quảng, cái gì ta cũng quẳng ra. Thế hàng xóm chạy ra mà sao vợ chồng mình điên à? Tôi cũng tối ngày mà gây lộn, rồi cãi nhau mà để ra hàng xóm này thì à? Thế bảo chứ cãi nhau đâu mà cãi nhau. Bây giờ con lên đời rồi chú nhá. Cho nên là mấy cái thứ này là dục có thật. Ai lấy thì cho thì lấy thì lấy. Đây là cuối cùng là hết. Ông bảo thế mày trúng đề đúng không? Bao nhiêu bảo 600 triệu. Đây là cuối cùng ông bảo thế mày ghi đề của thằng nào? Của thằng đó. Ô thằng đó mày không nghe thấy tin à? Nó bị bắt ở trên phường rồi. Thế hai vợ chồng bảo chứ bà bảo thôi thế thì lên phường để lấy giải thưởng. Thế cái Hoài Linh bảo chứ mày ngu lắm, lên đấy nó còng cả mày luôn. Thế xong cái Hoài Linh ngồi giống như kiểu con nhái mà bị gì hết, nhà cửa xe này đất đai của tôi bán hết rồi, tôi đánh đề bây giờ tôi trúng thì tôi không thấy được người đó quá đấy. Sau chú quá rồi Hòa vào lấy cho chú cái khay đi, họ kiếm khay đâu bỏ ra được bàn thật luôn. Bây giờ nhá, cháu phải lấy một cái gì để đỡ có người thanh không, đỡ cái liễng đen ngoài ấy, được chưa? Cái liễng để đỡ à? Ừ, có cái liễng ra, bảo gỗ ra đi, hả? Tức là phải có người đỡ, đúng, lấy cái cây đi, con lấy cái cây, con lấy cái xẻng, chuẩn bị nào đỡ đấy. Đấy. Bỏ ra cái liễng ra ngoài, nhanh. Bỏ cái tấm ván ra, ra dựng người góc mặt, đây hẳn lên, người góc mặt, người góc chó được thì chó được nhỉ? Ôi, chỉ có cái khay này thôi, cái khay kia để bên nhà. Để tôi dưới nóng quá, đỡ nóng một chút. Về sao cho tôi nóng này. Đấy lôi vào đây. Đây. Đây một cái. Đặt đây. Kín chưa? Có cái kia bây giờ dẹp chưa hả? Còn phun nước không? Ở cái đầu nhanh trước rồi. Ở tí nó quay lại. Tí mà quay thêm vòng cho nó nóng rồi xong. Thank you.